Nhóm G8 của Quốc hội Mỹ muốn xem tài liệu thu giữ ở Mar-a-Lago. Nhóm 8 nhà lãnh đạo trong Quốc hội Mỹ đã yêu cầu được tiếp cận tài liệu thu giữ từ cuộc khám xét tại dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump. Nhóm các nhà lãnh đạo Quốc hội chịu trách nhiệm xem xét những thông tin tình báo tuyệt mật nhất đã yêu cầu chính quyền Biden cho phép tiếp cận tài liệu thu giữ được từ dinh thự riêng của cựu Tổng thống Donald Trump, Politico đưa tin ngày 22 tháng 8. Yêu cầu của nhóm 8 nhà lãnh đạo trong Quốc hội Mỹ được đưa ra trong bối cảnh các nhà lập pháp của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đang tìm kiếm thêm thông tin về cuộc điều tra chưa từng có đối với cựu Tổng thống. Hai thành viên của nhóm 8 nhà lãnh đạo cũng yêu cầu các quan chức tình báo hàng đầu Mỹ đưa ra đánh giá về khả năng rủi ro an ninh quốc gia liên quan đến việc ông Trump xử lý các tài liệu mật. Theo Politico, điều này cho thấy Quốc hội Mỹ không muốn trở thành người đứng ngoài cuộc trong cuộc chiến chính trị và pháp lý. Sau vụ khám xét của FBI vào hôm 8 tháng 8 tại dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump ở Palm Beach, Florida, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mark Warner và Phó Chủ tịch Marco Rubio đã đưa ra yêu cầu tương tự trước đó. Các trợ lý của Điện Capitol đã bày tỏ sự thất vọng về việc Quốc hội Mỹ cho đến nay vẫn biết rất ít về cuộc điều tra đối với cựu Tổng thống, dù nó được cho là liên quan đến các vấn đề an ninh quốc gia. Lệnh khám xét của FBI hồi đầu tháng này tiết lộ rằng Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra các vi phạm liên quan đến đạo luật gián điệp, đạo luật hồ sơ tổng thống và cản trở công lý trong vụ việc ông Trump lưu trữ các tài liệu của Nhà Trắng tại nhà riêng. Tại một phiên điều trần vào tuần trước ở bang Nam Florida, người đứng đầu bộ phận phản gián thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, Jay Pratt, cho biết cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn đầu. Theo Reuters, cựu Tổng thống Donald Trump hôm ngày 22 tháng 8 đã đệ trình lên một tòa án liên bang ở bang Florida, yêu cầu tòa án tạm thời ngăn chặn FBI ra soát các tài liệu mà họ đã thu giữ từ dinh thự Mar-a-Lago của ông hồi đầu tháng do nghi ngờ cựu Tổng thống có hành vi thu thập, tàng trữ và chuyển giao tài liệu mật quốc gia sau khi đã mãn nhiệm. Theo đó, ông Trump yêu cầu tòa án ngăn chặn quá trình rà soát tài liệu cho đến khi một chuyên gia đặc biệt được chỉ định để giám sát quá trình rà soát. Ông cũng yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ cung cấp bản biên nhận tài sản chi tiết hơn, trong đó nêu rõ những món đồ mà FBI đã thu giữ từ dinh thự Mar-a-Lago vào ngày 8 tháng 8 và yêu cầu các điều tra viên trả lại bất kỳ vật phẩm nào nằm ngoài phạm vi của lệnh khám xét. Trước đó, ông Trump đã công khai cáo buộc Bộ Tư pháp Mỹ hành động vì mục đích chính trị và yêu cầu công khai lệnh khám nhà. Bộ Tư pháp Mỹ đã kiên quyết phản đối việc công bố bản tuyên thệ, tức văn bản nêu lý do FBI có căn cứ khám xét nhà ông Trump. Thay vào đó, họ nói rằng họ sẽ cung cấp lộ trình điều tra. Thẩm phán Bruce Reinhardt, người chấp thuận lệnh khám xét Mar-a-Lago, đang cân nhắc liệu có nên yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ công bố bản sao đã biên tập của bản tuyên thệ hay không. Trong một lệnh tòa án được gửi đi vào ngày 22 tháng 8, thẩm phán Reinhardt cho biết những lo ngại trên là chính đáng và nói sẽ cân nhắc một giải pháp ít rắc rối hơn thay vì phải niêm phong toàn bộ tài liệu. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 8, Đại sứ quán Mỹ thông báo Bộ Ngoại giao nước này nhận thông tin Nga đang đẩy mạnh nỗ lực tập kích hạ tầng dân sự và trụ sở chính quyền Ukraine trong những ngày tới, đồng thời cảnh báo hoạt động này gây ra mối đe dọa với dân thường và hạ tầng dân sự. Cơ quan này cũng khuyến cáo các công dân Mỹ ở Ukraine lập tức rời khỏi nước này bằng cách sử dụng các phương tiện mặt đất sẵn có khi đủ an toàn. Họ được khuyên tìm chỗ trú ẩn khi nghe thấy tiếng nổ lớn hoặc còi báo động, đồng thời tránh xa bất cứ mảnh vỡ nào sau đợt tập kích. Nga hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Cảnh báo được đưa ra sau khi một số quan chức Mỹ ngày 22 tháng 8 cho biết các cơ quan tình báo nước này tin rằng Nga có thể đẩy mạnh đợt tập kích tên lửa nhằm vào Ukraine trong những ngày tới. Giới chức Mỹ và Ukraine lo ngại đòn tấn công mới của Nga sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 8, ngày độc lập của Ukraine và cũng là thời điểm tròn 6 tháng chiến sự, nhằm đáp trả loạt vụ tấn công gần đây vào căn cứ quân sự trên bán đảo Crimea. Thưa quý vị, hôm 22 tháng 8, tờ Politico của Mỹ đưa tin chính quyền nước này có thể cung cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí nhưng không thông báo công khai. Tuy nhiên cũng cho biết rằng không thành viên nào của chính quyền xác nhận thông tin này. Bài viết trên tờ Politico cho biết, có thông tin cho rằng Mỹ đã cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí hơn những gì mà Washington đã thông báo công khai. Thông tin trên được đưa ra sau khi một đại diện cấp cao của Lầu Năm Góc thừa nhận trong một cuộc họp báo cuối tuần trước rằng Mỹ đã chuyển giao tên lửa chống radar HIRM cho Ukraine mà không thông báo công khai. Vị quan chức này tiết lộ, khi lần đầu tiên tuyên bố về việc cung cấp tên lửa HIRM cho Ukraine, Washington đã đưa ra thông báo không cụ thể. Sau đó, tờ Yahoo News cũng đưa tin Mỹ đã vận chuyển tên lửa đạn đạo chiến thuật dẫn đường ATAC-MS cho Ukraine. Nếu thông tin này là chính xác, thì điều này sẽ đi ngược lại những gì Mỹ đã thông báo công khai, bài báo của Politico viết.
Ngoài ra, các nguồn tin của Politico cũng cho biết gói viện trợ quân sự mới cho Kiev được công bố vào tuần trước còn bao gồm pháo dẫn đường Excalibur. Loại vũ khí này không được đề cập tới trong thông báo chính thức của Lầu Năm Góc. Hơn nữa, tờ báo Mỹ cũng nhận được thông báo chính thức rằng chính quyền Washington đã chuyển giao cho Quốc hội gói viện trợ gần đây. Tờ Politico dẫn nguồn thạo tin cho biết vũ khí được chuyển đến Ukraine không bị giới hạn so với những gì được nêu trong thông báo công khai. Tuy nhiên, những thông tin trên chỉ là suy đoán và chưa được bất kỳ thành viên nào của chính quyền Washington xác nhận. Thưa quý vị, phát biểu bên lề một diễn đàn tại Tây Ban Nha ngày 22 tháng 8, cao ủy EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell cho biết, các bộ trưởng quốc phòng của khối sẽ thảo luận về kế hoạch lập một chương trình đào tạo dành cho quân nhân Ukraine tại cuộc họp ở Praha vào ngày 29 tháng 8 tới. Nhấn mạnh chương trình đào tạo phải phù hợp với mức độ của cuộc xung đột, ông nêu rõ, một cuộc chiến kéo dài đòi hỏi nỗ lực không chỉ về việc hỗ trợ vật chất mà còn cả sự đào tạo, hỗ trợ tổ chức quân đội. Hãng tin Euractiv dẫn nguồn thạo tin cho biết, giới chức Ukraine từng viết thư gửi ông Borrell, đề nghị EU tổ chức chương trình huấn luyện và EU đã nghiên cứu một số phương án. Cùng với Mỹ và Anh, EU viện trợ quân sự đáng kể cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi tháng 2. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết chỉ có Hungary và Áo là hai quốc gia EU từ chối cung cấp khí tài cho Kiev. Mỹ và Anh đã triển khai chương trình huấn luyện cho binh sĩ Ukraine sử dụng các vũ khí do phương Tây cung cấp, truyền đạt cho họ các chiến thuật tác chiến. Sự hỗ trợ tích cực của phương Tây cho Ukraine vấp phải chỉ trích của Nga. Moscow cho rằng những nỗ lực này chỉ khiến cuộc xung đột kéo dài, không chỉ không thể xoay chuyển cục diện chiến sự. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 8, Mỹ từ chối yêu cầu của Ukraine về việc cấm thị thực visa đối với toàn bộ người Nga và giải thích rằng Washington muốn mở một hướng đi cho những người bất đồng ý kiến với chính phủ của Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã áp đặt các hạn chế về thị thực đối với các quan chức Điện Kremlin, đồng thời làm rõ rằng trọng tâm của Mỹ là xác định những người liên quan đến chiến dịch quân sự ở Ukraine và buộc những người này chịu trách nhiệm. Hiện đang có nhiều ý kiến yêu cầu Ủy ban châu Âu cấm du khách Nga vào Liên minh châu Âu-EU để trả đũa chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Tuy nhiên, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu-EU về chính sách an ninh và đối ngoại, ông Josep Borrell, đã thể hiện sự không ủng hộ ý tưởng áp đặt lệnh cấm thị thực đối với tất cả công dân Nga muốn đi du lịch EU. Đức, Pháp, Thụy Điển, Cộng hòa Cyprus cho đến nay đã từ chối ủng hộ sáng kiến trên của các nước Baltic và một số quốc gia Trung Âu. Trước đó, ngày 16 tháng 8 vừa qua, Ngoại trưởng Phần Lan cho biết nước này sẽ giảm số lượng thị thực du lịch cấp cho công dân Nga xuống còn 10% so với con số hiện tại. Hồi đầu tháng 8, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky đã lần đầu tiên đề nghị Mỹ cấm thị thực với người dân Nga trong cuộc phỏng vấn trên tờ Washington Post. Gần đây, ông Zelensky cũng đã kêu gọi các nước EU làm điều tương tự.